Xin chào tất cả quý vị, tất cả quý anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng đến bây giờ thì tiếp tục rầm rộ cái thông tin cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đó đã bị công an mời lên làm việc chung quanh với một số những cái buổi livestream của mình trên mạng xã hội. Đặc biệt hơn nữa đó, ngoài cái thông tin mà bị mời lên cơ quan chức năng làm việc, thậm chí còn có cả cái thông tin rằng đó là bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức bị hốt rồi. Thưa quý anh chị, trước tiên đó thì mời quý vị xem một cái đoạn video ngắn được loan truyền trên mạng xã hội cho rằng đó là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị hốt nha. Ai có cơ quan chức năng đi vào các anh chị ơi, cơ quan chức năng đó đi vào Đại Nam rồi. Đó, cơ quan chức năng đi vào phía Đại Nam các anh chị ơi. Đấy, đi vào đi ra đó. Quan chức năng đang kiểm tra khách sạn các bác chị ơi. Kính thưa quý vị, đó là một cái đoạn video ngắn được một YouTuber quay tại trước cửa khu du lịch Đại Nam. Dựa vào những cái hình ảnh này thì một số những cái nhân vật đặc biệt là Trang Vina. Mới nhất thì Trang Vina có một cái luồng like nói rằng là đã chính thức hốt rồi. Tôi không biết rằng là cuối cùng đó cái thông tin là bị công an mời hay là bị hốt vậy. Nguyễn Xin thì nói là bị mời lên làm việc, còn Trang Vina thì nói rằng là đã bị hốt rồi. Vậy thì ai đúng ai sai trong cái câu chuyện này, thưa các chú anh chị? Mà chúng ta thấy nếu mà bị mời lên cơ quan chức năng làm việc đó thì cái đoạn video này đó là đâu có chứng tỏ được cái điều đó đâu. Này là cơ quan chức năng, công an người ta đến khu lịch Đại Nam đó. Thì đó, nhiều người nói rằng là đến để hốt. Nếu thật sự mà cơ quan chức năng mà đến hốt bà Nguyễn Phương Hằng đó thì tại sao lại đi bằng xe của Đại Nam vậy? Tại sao không phải là xe của cơ quan chức năng? Được rồi chú anh chị, đây là những cái hình ảnh mà phía công an cũng có mặt tại Đại Nam, đi bằng xe của Đại Nam chở nha cô chú anh chị. Thì chúng ta có thể hiểu được rằng là họ có thể đến đó kiểm tra những cái thông tin, ví dụ như phòng cháy chữa cháy hay là bất cứ những cái điều gì đó về vấn đề kinh doanh của Đại Nam. Cái vấn đề này bình thường đâu có chú anh chị, các cơ sở kinh doanh đó thì cũng đều bị kiểm tra bình thường thôi. Trước cái thông tin mà bị mời đó thì dựa trên những cái hình ảnh này đó, thì hoàn toàn không chính xác rồi. Người ta mời thì cũng có giấy mời và bà Nguyễn Phương Hằng đó phải lên đồn để làm việc. Mà tôi nghĩ rằng nếu như cái sức ảnh hưởng của bà Nguyễn Phương Hằng đó có chú anh chị, nếu như lên đồn đó thì cũng sẽ có hình ảnh trên báo chí hoặc là có những cái thông tin từ phía các cơ quan báo chí đăng tải đã mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc dựa trên những cái buổi livestream chẳng hạn, hay là liên quan đến câu chuyện của bà Trần Thị Đợi ảnh hưởng đến an ninh quốc gia chẳng hạn. Cái điều đó đều bình thường. Và thậm chí đó, nếu như bà Nguyễn Phương Hằng bị mời lên làm việc đó thì tôi nghĩ rằng đó nó điều đó nó cũng gọi là bình thường thôi. Bởi vì cái câu chuyện thứ nhất đó là liên quan đến cái câu chuyện của bà Trần Thị Đợi, liên quan đến câu chuyện an ninh quốc gia là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân bà Nguyễn Phương Hằng đó cũng có những lá đơn tố cáo đến một số những cái cá nhân. Thì việc mời bảy lên làm việc, cung cấp thêm một số những cái bằng chứng liên quan những lá đơn tố cáo của mình, điều này là hết sức bình thường và thậm chí là tín hiệu pháp lý đang dần dần đến với những cái kẻ đối tượng mà Nguyễn Phương Hằng tố cáo. Còn đối với cái thông tin mà bị hốt, bị này bị kia thì tôi cho rằng đó là những cái thông tin hoàn toàn không có cơ sở, không có những cái bằng chứng gì cho thấy được điều đó. Và thậm chí hiện tại thì bảy vẫn đi làm bình thường như bao người khác thôi. Rõ ràng chúng ta thấy rằng chỉ vắng bóng bà Nguyễn Phương Hằng dài ngày trên mạng xã hội thôi thì bắt đầu rầm rộ cho rằng là bà ấy gọi là bị hốt, bị bắt, bị mời công an làm việc cái này cái kia các kiểu, và cho thấy rằng là cái sự gọi là ganh ghét, cái sự bịa đặt trên không gian mạng nó cực kỳ ghê gớm đến mức độ nào đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Đối với một người bình thường đó, mình nghĩ rằng là họ sẽ không có thể gọi là chịu đựng nổi những cái sự tấn công nó kinh khủng như vậy đâu có chú anh chị. Riêng đối với bà Nguyễn Phương Hằng đó thì chúng ta thấy rằng cái điều này là nó đã diễn ra suốt một khoảng thời gian dài, kể cả lúc bảy vướng vào vòng lao lý đi chăng nữa là đi tù đó, cái sự công kích, cái sự gọi là bịa đặt, chà đạp đó nó vẫn chưa và thậm chí là không dừng lại. Bảy ở trong đó bảy đâu có nói gì ai nữa đâu, nhưng mà vẫn có người tấn công bảy. Mục đích là làm gì? Thứ nhất á, là kiếm tiền.
đặt trường hợp như là Đinh Lan, được không chú anh chị? Dù là bà ấy đã không nhắc tên trong khoảng thời gian dài, nhưng mà con Đinh Lan này nó vẫn bịa đặt vu khống người ta. Rồi tới với cái nhân vật mà Hoa hậu Thanh Thúy ha. Hoa hậu Thanh Thúy thì đây là những cái hình ảnh mới nhất qua Mỹ, cùng với đó làm cái gì? Đồng bọn của Hoa hậu Thanh Thúy này, Hoa hậu danh nhân gì đó, Hoa hậu mà bể hụi đó, là đồng bọn của tụi này là ai? Là con Thu Hương Cuộc Sống Mỹ. Trời ơi, tưởng ai, hèn chi là tụi nó gọi là chống phá, bịa đặt bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều thứ. Thì cái tụi này là nó liên quan đến cái nhóm gọi là của thằng Trung Quốc Vi đó cô chú anh chị. Thu Hương Cuộc Sống Mỹ này nè, thì tụi nó đồng bọn với nhau, cho nên là bắt đầu là ghen ăn tức cỡ, chửi bới bà Nguyễn Phương Hằng suốt ngày tối ngày, qua hậu thúi. Bởi vì nguyên cái đường dây mà toàn các anh chị là trong giới là nghệ sĩ là số bích rồi không à, là đều có liên quan cái tụi gọi là ba sọc ba que hết. Đó, mấy anh chị gọi là bà Nguyễn Phương Hằng đã từng lên tiếng rồi đó, con Trang Bấm Tôm, rồi đến là con Thu Hương này, đến bây giờ thêm lòi ra thêm một chị gọi là chị Bông Hậu. Bông hậu hụi á. Hoa hậu Thanh Thí rồi ha. Rồi chú anh chị, thì ngày hôm nay đã lộ diện rồi, đi qua bên kia tưởng đâu có gì, ngồi live stream chung với con Thu Hương này, ai dè lộ ra hết tất cả những cái đồng đội của tụi mày, đường dây của tụi mày nằm đâu hết rồi ha cô chú anh chị. Còn đối với cái câu chuyện, cái nội dung mà bà Nguyễn Phương Hằng có bị mời thật sự để lên cơ quan chức năng làm việc hay không, thì thứ nhất đó cô chú anh chị, hiện tại đó chưa có các thông tin nào chính thức cả, và nếu như mà có bị mời đi thì mình nghĩ rằng đó cũng là một điều tốt thôi. Mời lên làm việc thì nó có hai khả năng. Thứ nhất là liên quan đến cái vấn đề mà những cái phát ngôn của Nguyễn Phương Hằng trên không gian mạng. Thứ hai đó là về vấn đề những lá đơn bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo. Thứ ba là liên quan đến câu chuyện của bà Trần Thị Đời. Bởi vì ba câu chuyện này, thứ nhất là bà Trần Thị Đời đó là vẫn đang là một trong những cái câu chuyện mà người ta quan tâm, bởi vì nó liên quan đến cái tổ chức phản động Việt Tân. Những lá đơn bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo đó thì gồm các YouTuber đã từng thóa mạ chửi bới bẫy, hoặc là quay clip tại Đại Nam để nhục mạ, để vu khống, để bịa đặt ra những cái câu chuyện không có thật. Còn thứ ba là về những cái phát ngôn bà Nguyễn Phương Hằng trên livestream. Ai ai cũng đều biết rằng đó, tuy rằng bà ấy có những cái lời khó nghe, nhưng đó là những cái điều thô á, nhưng mà thật, khiến cho người ta đó sáng mắt ra trong rất nhiều những cái trường hợp rồi. Và kể cả bây giờ trong câu chuyện của ông thầy Minh Tuệ đó, thì mình thấy rằng đó, cái động cơ và mục đích của bà Nguyễn Phương Hằng đó là không tư lợi về cá nhân, mà chỉ để gọi là cảnh báo, cảnh giác đối với người dân với những cái trường hợp bị lôi kéo kích động hoặc là lợi dụng để lừa đảo, thưa cả nhà. Mình nếu như mà bị làm việc về phần những cái vấn đề phát ngôn này đó, thì mình thấy rằng đó là những điều tốt cho bà Nguyễn Phương Hằng. Bị mời lên làm việc là cái điều bình thường và tốt cho bà ấy. Nếu như á mà nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đó sẽ không được phép live stream nữa đó, thì mình cũng cảm thấy là điều tốt luôn. Bà ấy không cần phải xuất hiện trên không gian mạng, và bà ấy cứ có cuộc sống bình thường như bao người khác, lo cho gia đình, sống cho bản thân, và chuyên tâm về những cái việc làm thiện nguyện của mình, đặc biệt là trong cái chương trình Quỹ Mô Tim Hằng Hữu. Mới trở về thôi thì đã có hơn 9 ca bà ấy đã cứu sống các đứa trẻ. Ai có thể làm như vậy? Bồ Tát nào? Hãy chỉ cho tôi một vị Bồ Tát đã từng cứu sống biết bao nhiêu đứa trẻ như bà Nguyễn Phương Hằng đi. Hãy chỉ cho tôi một vị Phật sống đời thường của quý vị đã tung hô đó, bây giờ như là ông thầy Minh Tuệ của quý vị đó, đã giúp được gì cho các em nhỏ, hoặc các người dân, hoặc là cộng đồng, xã hội, đất nước, cái điều gì? Tôi chưa thấy điều đó. Mà kể từ khi ông Thích Minh Tuệ xuất hiện, tôi chỉ thấy là những rắc rối, và thậm chí đó đã có người đã hy sinh, đã qua đời vì cái câu chuyện này, bởi vì tin tưởng và cho rằng đó là cái chân lý sống, hoặc là một cách tu tập đúng hoặc là tốt gì đó theo người ta tuyên truyền. Mình biết rằng đó là tu tập là tốt dành cho bản thân của ông ấy thôi, nhưng mà tại sao vẫn có nhiều người u mê? Đó là cái câu chuyện thần thánh quá và tin tưởng vào những điều mơ hồ. Quyền cá nhân của mỗi người, nhưng ở đây bản thân của Thanh Quyền, mình không tin vào những cái điều mơ hồ ảo tưởng, mà mình chính tin vào những cái điều thực tế
cứu một mạng người hơn xây một cả một cái ngôi chùa. Đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì bà ấy đã cứu được bao nhiêu đứa trẻ rồi của chú anh chị, và một số tiền khổng lồ đã được gửi đến các gọi là các đồng bào ở miền Trung hoặc là miền Bắc để cứu trợ trong những cái mùa bão lũ. Đó là những cái việc làm thiết thực, những cái vấn đề thực tế trên đời thực, chứ không phải là những cái lý tưởng, những cái việc gọi là ủng hộ cho những cái điều mơ hồ ảo tưởng mà dường như đó nó không có thật. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trước những cái tin đồn này thì một lần nữa chúng ta thấy rằng là họ gọi là vì những cái lý tưởng gọi là mơ hồ ảo tưởng sẵn sàng có thể châm biếm, có thể chửi bới, thóa mạ, nhục mạ một người á đã giúp cho đồng bào, giúp cho cộng đồng, cho xã hội rất lớn. Thậm chí là những người mà miền Trung, miền Bắc đó có khi đó đã hưởng được những cái số tiền cứu trợ do chính bà Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Quỳnh Đi Dũng đã gửi đi dành cho quê hương, dành cho cái nơi mà họ đã sinh ra, và kể cả gia đình, dòng họ của họ có khi cũng đã có được hưởng những cái khoản tiền, những cái trợ cấp như thế. Thưa cô chú anh chị, nhưng mà họ thì họ cho rằng là những cái điều đó thì lại không thiết thực bằng bằng cái câu chuyện mà một vị Phật sống đang tại thế như là ông Thích Minh Tuệ. Một lần nữa tôi khẳng định, đối với ông Minh Tuệ đó chỉ là một người bình thường, một người đi tu học thôi. Mình gọi là mình ngưỡng mộ về cái việc mà cái sự kiên trì của ông ấy đi bộ nè, rồi là đầu trần chân đất nè, ăn một ngày một bữa nè, thì mình gọi là mình ngưỡng mộ, mình kêu một tiếng thầy thôi. Trên thực tế quy đi quy lại thì ông ấy đâu có dạy ai, và ông ấy gọi là đâu có nhận đồ đệ, ông ấy đâu có thuyết pháp, ông ấy đâu có làm điều gì đâu. Vậy thì đối với ông ấy chỉ gọi là một gọi là người tu hành bình thường như bao người khác. Khác ở cái chỗ đó thì bây giờ đó cái câu chuyện của ông ấy đã bị đẩy đi quá xa, và cái tình hình an ninh trật tự thì nó cũng gọi là vô cùng gắt gối. Vừa qua thì phía Ủy ban Nhân dân huyện Iarai thì cũng đã có ra thông báo về cái vấn đề này, và đặc biệt khuyến cáo người dân đó không có tụ tập đông để mà truyền bá những cái vấn đề mê tín dị đoan, cần giữ an ninh trật tự của địa phương. Đưa tin đó thì cũng gọi là không được lấy hình ảnh của Minh Tuệ và công ty Iarai. Bản thân ông Lê Anh Tú đã có đơn đề nghị xử lý những hành vi lấy những hình ảnh của ông và công ty Thiên Định Tuệ đưa lên trên mạng, đưa thông tin không đúng sự thật. Thì tôi thấy rằng là cái câu chuyện này thì nó cũng khá là thú vị. Đối với ông Lê Anh Tú đó thì không biết rằng là có thật sự ông ấy đã có đơn hay không, ông ấy đã ký vào đơn hay chưa, hay là được những người công ty Thiên Định Tuệ là khuyên nhủ ông ấy nên làm đơn. Nhưng mà bây giờ là văn bản từ phía gọi là Ủy ban Nhân dân huyện nói rất là rõ là ông Lê Anh Tú đã có đơn. Như vậy là bản thân sư Minh Tuệ của các vị đó đã có đơn để mà đề nghị xử lý rồi. Thì tôi thấy rằng là vậy là đã buông bỏ dữ chưa. Một thầy tu bây giờ này cũng như bao người khác thôi, thấy ảnh hưởng quá thì cũng ký đơn đề nghị xử lý người này, xử lý người kia. Thì tôi cũng đang rất là mong chờ những cái đơn này sẽ được xem xét và đề nghị xử lý những ai trong khoảng thời gian sắp tới đối với những cái cá nhân đưa thông tin về ông sư Minh Tuệ. Đặc biệt thời điểm này thì sáng ngày hôm nay thì Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ của các vị đã không đi khất thực theo cái hướng mà người dân chờ. Việc này thì có thể hiểu được rằng ông ấy muốn trốn tránh những cái đám đông để hạn chế cái vấn đề hình ảnh. Bây giờ các YouTuber thì cũng đã biết được rằng là sẽ bị hạn chế về cái hình ảnh của ông ấy xuất hiện trên mạng xã hội. Điều này có thể hiểu được rằng cơ quan chức năng đã nhìn thấy được cái tầm gọi là nguy hiểm về cái câu chuyện mà tần suất xuất hiện quá lớn của ông Minh Tuệ trên mạng xã hội rồi. Cho nên việc mà hạn chế xuất hiện hình ảnh của ông ấy và khiến cho người dân đó, để cho người dân có thể gọi là trở về với công việc bình thường, bớt tụ tập, bớt u mê lại, tránh những cái trường hợp bị lợi dụng, kích động, giống như và bị gọi là lôi kéo bằng những cái tổ chức họ chống phá đó, giống như những người đã từng bị lôi kéo vào những cái câu chuyện liên quan đến tôn giáo như vậy nè, cô chú anh chị. Đó là một số những cái nội dung liên quan đến câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng, một số những cái tin đồn trên không gian mạng khẳng định rằng đó tất cả những cái tin đồn này là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn không có cơ sở,
về cái câu chuyện cô Hằng làm việc với cơ quan chức năng hay là bị mời, thậm chí là bị hốt nha cô chú chị. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những nội dung video mới tiếp theo. Xin chào.